Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu bi cầu được làm từ đá thạch anh phớt hồng, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nhìn những viên đá tự nhiên thì nó sẽ không đồng nhất, không điểm nào giống nhau. Và đây nó có những cái đường vân, đường dạng tự nhiên của đá. Quả thạch anh phớt hồng quý vị nhé, này nó hơi hồng nhẹ, gọi là phớt hồng. Đây tôi soi đèn ánh sáng trắng này, để soi ánh sáng đỏ quý vị xem này, độ thông đèn cũng rất chi là tốt nha. Độ thông đèn của quán này tốt. Đây là soi ánh sáng trắng này. Quả bi này nó có đường kính của bi là 11 cm, bề ngang đường kính là 11 cm, đá thì liền khối, được mài thành bi cầu. Tổng khối lượng của cả đá và đấy nó nặng là 2,3 cân. Cái viên này thì đá nó nặng, là riêng đá không nặng là 2,2 cân rồi, cái đế nó rất bé, 100 g thôi. Và hiện tác phẩm bi cầu này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 550.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, lại dòng thạch anh hồng chủ yếu là màu trắng là chủ đạo, phớt hồng. Nếu quý vị nào kiểm tra phát hiện không phải là hàng thạch anh chuẩn tự nhiên, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Bên tôi giao dịch khi mua hàng thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nào yêu thích sản phẩm hãy liên hệ bằng cách gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại 0354099099 cho tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.